Xin mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Mục tiêu của Zoom hôm nay của GIP sẽ chia sẻ những cái sản phẩm thiết yếu mà chúng ta sử dụng ở trong gia đình, những cái điểm ưu điểm đặc vượt trội của những cái sản phẩm đó đối với những sản phẩm khác mà trước đây chúng ta sử dụng và chúng ta mua ở các cái cửa hàng ở bên ngoài. Đây là những cái sản phẩm mà trong gia đình ai cũng phải dùng cả, và bằng cách gì để nhận biết được cái những ưu điểm vượt trội của những sản phẩm này. Bằng cách gì, như thế nào để mà có thể sử dụng những sản phẩm này mà kinh doanh kiếm tiền. Ngày hôm nay Văn rất là vui được mời một nữ lãnh đạo nòng cốt của đội nhóm GIP, một người đồng nghiệp, một người em rất là xinh đẹp và dễ mến, Jenny Trinh Nguyễn. Xin giới thiệu qua một chút về Jenny Trinh Nguyễn cho các anh chị em mà mới tham gia cái kinh doanh này. Các anh chị mới biết đến tên của chị thôi mà chưa có hiểu rõ lắm, thì Trinh đến Mỹ ở trong cái tình trạng là bạn ấy chưa biết tiếng Anh, không có bằng cấp, không có quan hệ, không có vốn liếng, rồi cũng không có biết nhiều người, chỉ với một cái hy vọng là đến Mỹ để chăm chỉ làm việc, để có cái cuộc sống tốt hơn thôi các anh chị. Cho nên là khi mà sang đến Mỹ thì Trinh đã nhanh chóng đi học rất là nhiều nghề. Chị học từ làm tóc cho đến xăm, rồi xăm mi, rồi xăm môi, rồi nối mi, học nghề trang điểm, và chị đầu tư thời gian học ngành nail, rất là nhanh chóng học ngành nail. Có thể nói là nếu một ngày có được 48 tiếng thì Trinh cũng sẽ sẵn sàng làm đầy đủ từng ấy thời gian, với mong muốn là sẽ góp được một ít vốn để làm chủ một cái tiệm spa, đủ các dịch vụ gọi là full service. Và cái mong muốn của chị là có cái tiệm spa đó để mà có thêm thu nhập, để làm sao mà vào cuối tuần có thể ở nhà để trông con. Nhưng mà trong 5 năm thì Trinh đã sinh ba đứa con, và cái khi mà một người phụ nữ vừa đi làm ở tiệm nail mà vừa sinh con như vậy thì cái ước mơ đó nó rất là xa các anh chị. Cho nên là khi sinh đứa con thứ ba được đúng 3 ngày thì Trinh được giới thiệu cái cơ hội kinh doanh này. Lúc đó thì chỉ thấy nói là không cần vốn này, không mất nhiều thời gian này, không cần kinh nghiệm này, có thể bắt đầu ngay này, rồi không cần bằng cấp, có thể ở nhà vừa cho con bú mà vừa kiếm tiền, là Trinh bắt đầu làm thôi, phải không ạ? Và miễn làm sao mà Trinh chỉ mong muốn là cuối tuần mình không phải đi làm, ở nhà với con là được. Và đây là cái nỗi khổ của hàng ngàn ba mẹ Việt anh chị. Khi mà làm ngành nail thì cuối tuần con được nghỉ, nhưng mà mẹ thì phải đi làm kiếm tiền, tại cuối tuần mới có khách anh chị, cuối tuần mới là cái thời gian mình kiếm tiền. Jenny Trinh Nguyễn hiểu rất rõ điều đó, nên khi bắt đầu cái kinh doanh này thì trong hoàn cảnh là một người thợ nail đang nghỉ ở nhà nuôi con thơ, chị đã sử dụng, tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm một cách rất là nghiêm túc, và cái điều đó đã giúp cho Trinh đạt được cái vị trí cao nhất của cái kinh doanh này, tức là chủ tịch đối tác thương hiệu, trước đây gọi là team lead đấy các anh chị, chỉ sau có 4 năm thôi. Và một năm sau thì chị trở thành thành viên của câu lạc bộ triệu đô, chị được vinh danh là nữ doanh nhân thành đạt nhất của năm. Mà cái vinh dự này đến với Jenny Trinh Nguyễn, là một người phụ nữ Việt Nam duy nhất các anh chị nhé. Cho đến nay Jenny Trinh Nguyễn là người phụ nữ, đúng là được gọi là người phụ nữ bình thường mà làm được những cái việc phi thường các anh chị. Trinh là niềm tự hào không những của riêng Văn, của đội ngũ VIP, mà còn của cộng đồng người Việt ở khắp năm châu. Hiện nay thì Trinh đang sắp đang chờ đợi để sinh đứa con thứ tư các anh chị. Chị hoàn toàn tâm ở nhà và hạnh phúc để chuẩn bị đón cái thành viên mới vào trong gia đình, mà vẫn có thu nhập, phải nói cái thu nhập là ước mơ của đối với hàng ngàn phụ nữ khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ được Trinh chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm thông thường cho cơ thể ở trong gia đình mình như thế nào, và những cái ưu điểm vượt trội của sản phẩm này, vì sao nó giúp cho Trinh đạt được thành công như vậy. Anh chị em nhớ mang giấy bút ra để ghi chép lại những cái kinh nghiệm mà Trinh sẽ chia sẻ sau đây. Và trong thời gian tới khi mà Trinh làm ổ sinh con thì mình có mời Trinh, lúc đó chắc cũng phải chờ một thời gian nữa. Xin mời em Trinh. Lời đầu tiên đó là em mến chào anh Văn cùng toàn thể các anh chị của đại gia đình GIP ở trên toàn cầu. Em tên là Jenny Trinh Nguyễn, như anh Văn nói thì hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas thuộc nước Mỹ. Và cũng cảm ơn ban lãnh đạo của GIP đã cho em cái cơ hội để được quay trở lại với cùng các anh chị để chia sẻ một cái dòng sản phẩm mà đối với bản thân em cảm thấy nó rất là quan trọng. Anh chị giúp em một điều nhé, mỗi người chúng ta đó là hãy nhắn với một người bạn của mình, nhắn với một người đồng đội của mình, hay là nhắn với một người nào đó để mình cùng vào tham gia dung, thiệt là đầy đủ. Hôm nay mình sẽ hit 1.000 người đi ha. Và em thấy cái dòng sản phẩm này nó quan trọng là như vậy nè. Anh chị có muốn kiếm tiền hay không, kiếm tiền bằng những cái việc làm rất là đơn giản trong nhà,
hay là anh chị muốn trải nghiệm sản phẩm, hay là anh chị muốn kiếm nhiều tiền. Tức là với cái dòng sản phẩm này đó, nếu mà anh chị hiểu được nó đó, thì anh chị có thể tận dụng được cái dòng sản phẩm này để anh chị phát triển kinh doanh toàn cầu. Là bởi vì cái dòng sản phẩm này á, người người đều phải dùng, người người đều phải dùng anh chị. Ngày ngày chúng ta đều phải dùng ít nhất là một lần. Và nó là những cái sản phẩm mà thiết yếu, mà mỗi ngày và mỗi người chúng ta đều cần, cần trong ngày, không thể không có nó được. Dạ, cho nên bởi vì vậy nếu mà anh chị hiểu được đó, thì anh chị sẽ có thể tận dụng nó để phát triển kinh doanh này toàn cầu ha. Vậy em vô luôn anh Văn ha. Rồi, xin mời em. Dạ, thì Jenny đã làm với cái công việc kinh doanh này là được 9 năm. Và Jenny hầu như là trải qua hầu hết các cái dòng sản phẩm của Mỹ và một số sản phẩm của các nước khác nữa. Trừ một cái sản phẩm là podcast, là sản phẩm mà nổi tiếng tốt của Nam đó, thì mình không có xài rồi. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái trải nghiệm rất là thực tế, cũng giống như là đưa một số những cái hình ảnh về những cái sản phẩm mà xưa nay có thể là anh chị sử dụng mà anh chị không có hiểu hết được, hay là không có khám phá được hết những cái tinh túy của nó đó. Thì hôm nay với cái kinh nghiệm 9 năm trải nghiệm, cũng giống như là chia sẻ cho hàng ngàn người ở trên toàn thế giới đó, thì em cùng với anh chị mình sẽ cùng tương tác với nhau nhé. Anh chị nào có sử dụng qua những cái sản phẩm này đó, thì anh chị có thể comment với em về cái cảm nhận của các anh chị ha. Rồi anh, bây giờ em sẽ trước tiên là em sẽ share lại cái màn hình anh nhé. Dạ, anh chị em khi mà Trinh Nguyễn share cái màn hình, các anh chị đừng có chạm vào cái màn hình của mình, nó sẽ vẽ lên trên đó, người khác có hiểu. Rồi, xin mời em. Trước khi em đi vào mà em share cái màn hình về những cái dòng sản phẩm đó, thì em muốn hỏi các anh chị, hơn 700 anh chị em ở trên Zoom toàn cầu ngày hôm nay đó, thì cái điều đầu tiên á, anh chị nào sử dụng sản phẩm chỉ vì mình muốn trải nghiệm, thì anh chị ghi cho em chữ trải nghiệm, comment cho em chữ trải nghiệm. Anh chị nào sử dụng sản phẩm bởi vì anh chị muốn kiếm tiền, tức là nhiều khi mình không có nhu cầu nhưng mà bởi vì mình muốn kiếm tiền mà mình sử dụng sản phẩm, thì anh chị ghi cho em chữ kiếm tiền nha. Còn anh chị nào mà trải nghiệm sản phẩm bởi vì mình muốn kiếm nhiều tiền, thì anh chị ghi cho em chữ nhiều tiền nha. Tại vì cái này nó rất là quan trọng anh chị. Tại vì cái này là một cái để cho anh chị ý thức được rằng khi mà anh chị trải nghiệm sản phẩm chỉ để trải nghiệm, thì anh chị chỉ sử dụng những cái sản phẩm nào mình cảm thấy cần, cảm thấy muốn thôi. Còn anh chị muốn kiếm tiền thì nhiều khi anh chị trải nghiệm những cái, trải nghiệm thêm một chút nữa những cái sản phẩm khác trong gia đình. Nhưng mà nếu mà anh chị trải nghiệm sản phẩm thì mình muốn kiếm nhiều tiền á, thì khi mà anh chị trải nghiệm sản phẩm nhiều khi nó có những cái phản ứng này, phản ứng nọ, mình không hài lòng, mình vẫn tiếp tục trải nghiệm. Bởi vì qua những cái việc mà nó xảy ra trên cơ thể của mình, nó không có cho mình được một cái kết quả như ý, và mình cố gắng tìm đủ mọi cách để mình khắc phục, thì qua cái việc đó sẽ giúp cho anh chị có rất là nhiều kinh nghiệm thực tế, để khi mà anh chị giới thiệu cho khách, khác có những cái phản ứng như vậy thì anh chị biết cách như thế nào để mà giải quyết những cái tình huống đó. Cho nên anh chị hãy nhớ, khi mà mình sử dụng sản phẩm, đơn thuần anh chị phải xác định được là mình sử dụng để trải nghiệm hay kiếm tiền, hay là kiếm rất là nhiều tiền. Thì nếu mà anh chị xác định được điều đó thì sẽ giúp cho anh chị có cái niềm tin rất là vững vàng trong sản phẩm. Bởi vì anh chị phải có niềm tin với sản phẩm thì anh chị mới có thể đưa cái dòng sản phẩm này tới tay người tiêu dùng được, và tới tay nhiều người tiêu dùng được. Thì như vậy thì kinh doanh của anh chị mới có thể phát triển trên toàn cầu được ha. Rồi em xin xe cái màn hình ạ. Đầu tiên đó, thì hôm nay em sẽ đi từ trên đầu xuống tới dưới gót chân nha. Em sẽ đi từ trên đầu xuống tới dưới gót chân. Không biết anh chị nào đã anh chị nào đang thuộc dòng mà tóc mà có nhuộm màu giống như em này. Đặc biệt là anh chị tẩy màu tóc, tẩy tức là bleach để cho tóc nó ra màu blonde đó anh chị. Hoặc là anh chị nhuộm tóc, uốn tóc, hoặc là sử dụng nhiều những cái chemical ở trên tóc đó. Thì anh chị nào đang sử dụng những, đang có tóc như vậy ha. Thì khi mà anh chị đang có tóc như vậy đó, thì anh chị biết là khi mà mình gội đầu những cái dòng xà bông bình thường ở ngoài, ví dụ như là ở ngoài thị trường, tụi em là thuộc về tóc, thuộc về cosmetology, cho nên tụi em cũng rất là am hiểu về những cái dòng sản phẩm của tóc ở ngoài thị trường, và cũng trải nghiệm rất là nhiều, ví dụ như những cái hãng Matrix hay là Smoother hay là Pearl hay là rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác. Thì khi mà em mua, em gội đầu, em bleach tóc của em là em highlight tóc của em là 15 năm nay. Và em vừa uốn rồi highlight rồi duỗi, tức là em làm lúc nào trên đầu của em cũng có cái gì trên đó hết trơn á. Thì khi làm như vậy tóc của mình sẽ bị khô cứng và sẽ bị sơ giống như một bó rạ vậy. Nó bị chết đi, nó không có còn cái sức sống nữa.
thì em xài rất là nhiều sản phẩm anh chị, nhưng mà bỏ cả cục xà bông, bỏ cả cục dầu xả luôn, nhưng mà nó vẫn không có mượt mà được. Thì sau khi mà em vào tham gia với cái cơ hội này đó, thì em chọn cái dòng sản phẩm của công ty của mình đó là moisturizer, shampoo và rich conditioner. Nó rất là đậm đặc anh chị, đặc biệt là cái rich conditioner nó rất là đậm đặc. Khi em chỉ cần bỏ một tí sản phẩm thôi, em gội thôi, nó đã làm cho tóc em sạch và nó lấy bớt những cái chemical ra. Đây là những cái sản phẩm từ cái loại hoa, em cho mấy chị coi hình tại vì em không nhớ được cái tên của cái loại hoa, và chiết xuất mùi rất là nhẹ nhàng, rất là thơm và làm từ thiên nhiên. Đằng sau đó anh chị thì có số 7, tức là anh chị dùng nó trong vòng 7 ngày thì anh chị sẽ cảm nhận được cái sự cải thiện của tóc của mình ngay lập tức. Và đặc biệt đó anh chị, sau này khi mà em có con á, thì em lại chọn cái sản phẩm của cái ePod gọi là shampoo and light conditioner. Thì khi em chọn cái dòng sản phẩm này là tại vì em có con nhỏ, em không có muốn trong nhà tắm nó có nhiều chai, nhiều lọ quá đó, thì em lại chọn cái này em mua về cho con em xài. Tại con nít tóc hay bị tinkling, nó bị dính cục dính chùm lại đó. Anh chị nào sử dụng qua sản phẩm này cứ comment giùm em ha. Thì khi mà em sử dụng cái sản phẩm này đó thì nó lại còn mượt hơn nữa anh chị, và cả các con cũng xài được luôn, chồng cũng xài được luôn, con gái lớn nhỏ gì đều xài được hết. Tại vì con gái á, mới tuổi trưởng thành đó, thì em nó không có cần conditioner, thì trong này có light shampoo and conditioner luôn, và nó làm cho tóc rất là mịn. Thì khi hồi xưa mình gội đầu xong tóc mình nó cứ bị bốc phì, tức là nó bị rối ren tùm lum hết, thì khi mình sử dụng cái dòng sản phẩm này nó rất là mượt và rất là mịn. Thì trong cái e-box này nó có làm từ trái nhàu và hoa nhài, hoa sứ anh chị, cho nên nó hoa sứ và nhài và nhàu, cho nên nó cho mình ra cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng. Và những cái sản phẩm này làm từ thiên nhiên đó, thì khi em sử dụng nó đó thì nó sẽ rất là an toàn cho tóc màu, tóc có chemical hoặc là tóc nhuộm. Và đặc biệt anh chị có thể dùng được với trẻ em, nó không có kích ứng với da, nó an toàn cho những người như vậy, và dùng 2-in-1 luôn ha. Anh chị nào đã cảm nhận và thấy cái light shampoo and conditioner rất là good, anh chị có thể chia sẻ cùng em ha. Và Jenny Trinh, anh Văn có thể thêm một tí, đây là sản phẩm mà Văn thích nhất ở trong nhà tắm. Tại vì trước đây là hàng 20-30 năm là Văn là cái người mà chuyên môn bị gầu, bị cái gầu cái trắng trắng nó cứ rụng xuống đó. Và mình thử đủ cái loại head and shoulder, thử cái loại sản phẩm ở trên thị trường mà nó không thể hết được. Và vào một ngày đẹp trời khi mình bắt đầu cái kinh doanh này, mình được giới thiệu, mình gọi bằng cái này chỉ 3 ngày sau nó dừng cho đến bây giờ luôn, rất tuyệt vời các anh chị. Đây là sản phẩm mà Văn thích nhất ở trong nhà tắm chị. Và cũng rất là nhiều anh chị đang xài cái dòng sản phẩm này. Mấy anh chị này có tương tác với mình này, rất là xài, rất là thích, rất là dịu dàng ha, rất là nhẹ nhàng cho đầu. Em cảm ơn anh Văn rất là nhiều nha. Đặc biệt đó anh chị, đối với lại hóa chất và màu và nhuộm tóc đó, thì anh chị biết là tóc nó rối và nó sơ lắm, thì cái sản phẩm conditioner em sử dụng đó là rich conditioner, nó rất là đậm đặc. Anh chị chỉ cần bỏ một tí thôi, rồi anh chị vuốt cho nó đều ướt hết cái tóc của mình. Anh chị để ra, anh chị tắm xong rồi anh chị xả ra là tóc của mình nó bồng bềnh và nó không có bị stick lại, tức là không có bị dính chùm lại, không có bị rỉnh rỉnh cái tóc, mà nó sẽ tơi ra và nó sẽ bồng bềnh, nó làm cho tóc của mình có body rất là đẹp ha. Đồng thời đó anh chị, hair mask thì một tuần em ủ tóc một lần, cái này là dầu ẩm ủ tóc để hồi phục tóc đó anh chị, nó làm cho tóc của mình hồi phục và nó nuôi dưỡng tóc của mình trở lại, mà nó làm cho tóc của mình khỏe và nó thẳng một cách mượt mà đó. Thì cái này anh chị tắm xong, anh chị gội đầu xong rồi anh chị lau tóc cho nó ráo ráo, xong rồi anh chị mới bỏ một tí thôi, cái này không cần nhiều anh chị, rất là ít, rồi anh chị bỏ lên tóc, rồi anh chị quấn tóc lại đó, rồi anh chị tắm, anh chị rửa nhà tắm cái gì đó, rồi một hồi anh chị xả nó đi thì tóc nó rất là mượt vô cùng. Nếu mà mình không có thời gian để ủ nửa tiếng một tiếng thì mình có thể ủ chừng 5-10 phút trong nhà tắm vẫn tạo ra cái kết quả như bình thường, và em xài nó rất là thường xuyên. Thì đây là cái hair mask của nó ha. Rồi em qua cái dòng sản phẩm tiếp theo đó, đó là tóc dành cho tóc dầu và tóc tơ. Tóc tơ là những cái tóc mà nó mỏng, mà nó như baby hair đó anh chị. Dạ, thì nó thường thường nó cứ bị xẹp xuống, cái đầu nó bị xẹp xuống, nó làm cho phụ nữ của mình không có thích. Hoặc là tóc dầu đó, mình gội xong nửa ngày thôi là dầu nó ra và nó cứ làm cho nó chết dính vào, và nó nhìn làm cho mình nhìn cái mặt của mình nó không có được tươi tắn rạng ngời đó. Thì đây là cái xà bông của nó, gọi là Balancing Shampoo. Cái chai của nó giống y như nhau anh chị, nhưng mà nó chỉ khác là khác cái tên thôi. Và nó gọi là Balancing Shampoo cộng với lại cái Wellness Conditioner. Thì với hai đây là cái dòng sản phẩm này, nó làm từ những cái loại hoa này nè anh chị.
em tự nhiên em quên mất tên của nó. Thì khi mà nó giúp cho mình cân bằng được cái độ dầu ở trên tóc, nó làm cho tóc mình bị được mượt, nó làm cho tóc của mình không có trẻ nữa, và nó hồi phục được tóc cho mình anh chị. Rồi conditioner cũng vậy, nó giúp cho tóc mượt và nó bồng bềnh lên. Nó ví dụ như tóc tơ đó, anh chị rất là sợ tóc bị xẹp đúng không ạ? Phụ nữ của mình thì cần tóc volume, nhưng mà tóc tơ thì thường thường nó cứ xẹp và nó cứ dính trong đầu đó. Thì khi anh chị sử dụng những cái loại sản phẩm này đó, nó sẽ làm cho tóc anh chị bồng bềnh, mượt mà nhưng mà lại rất là bồng bềnh ha, chứ không có bị xẹp xẹp vào trong mắt. Rồi bây giờ qua một cái trường hợp nữa đó, đó là thường á mình bị gầu, mình bị gầu đó anh chị. Thì ở trong công ty của mình á là nó có một cái sản phẩm nó gọi là đây anh chị, nó gọi là anti dandruff shampoo. Anti dandruff shampoo thì cái sản phẩm này nó trị gầu rất là tốt, bởi vì trong đó nó có một cái thành phần kẽm Piriton One đó, là nó giúp cho mình ngăn ngừa được những cái vẩy, ngăn ngừa được ngứa và làm cho da đầu của mình khó chịu. Nó rất là trung hòa. Và những cái sản phẩm của công ty của mình anh chị được bên viện da liễu anh chị, được bên viện da liễu chứng nhận là an toàn. Và nó là một thời của nó là the best selling luôn anh chị. Cho nên cái sản phẩm này cũng vậy, nó hỗ trợ cho mình làm cho da của mình không có bị ngứa, không có nổi những cái vảy lên ha anh chị, và làm cho da rất là dễ chịu. Và nó có thể dùng được cho những tóc mà có màu cũng như là tóc uốn luôn. Ok. Rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, và nó thơm mùi hoa sứ. Rất là thơm, thơm mùi hoa sứ rất là dịu dàng ở trong đó anh chị ha. Rồi mình đi qua cái bộ sản phẩm này thì khỏi nói rồi. Ở ngay tại thời điểm bây giờ đó thì cuộc sống căng thẳng, tóc nó rụng đi rất là nhiều. Mình hồi xưa tới giờ mình sử dụng những cái sản phẩm có hóa chất đó, cho tóc đó, thì nó sẽ làm cho tóc mình yếu và rụng đi nhiều. Cho nên thường thường là tóc nó đi du lịch, mà nó đi du lịch thì nó đi hoài, nó không có về. Nhưng mà cái sản phẩm này đó anh chị, thì em không có nói nhiều. Em chỉ nói cho anh chị biết là công ty mình có một cái bộ sản phẩm chống rụng tóc và giúp mọc tóc rất là tốt. Hầu như những người bạn em giới thiệu á, chục người á, thì chục người sử dụng đều có kết quả. Và cái này khoa học gia Thùy Trinh hay là khoa học gia Thùy Trinh đã có một bài chia sẻ nói về cái này rồi. Cho nên là em sẽ không có nói sâu về cái này anh chị nhé. Anh chị có thể lên YouTube của Gift mình á, anh chị có thể tìm cái video đó ha. Rồi em nghĩ cái này là anh Văn cũng trải nghiệm rất là nhiều này. Ai đang sử dụng AP24 set à? Nguyên bộ AP24 à? Dạ. Tất cả mọi người luôn. Tất cả mọi người đúng không ạ? Thì cái quan trọng của AP24 đó anh chị là mình có 3 loại nha anh chị. Mình có 3 loại, một loại là whitening với lại florence, một loại là nắp màu xanh cũng có florence, và một loại là whitening mà không có florence. Thì một số anh chị khi mà sử dụng cái trường hợp mà whitening mà có florence á, anh chị cảm thấy nó hơi bị tê tê đó, hơi bị tê tê. Thì cái florence này nó sẽ giúp bao bọc cái răng của mình, bao bọc cái men răng của mình để bảo vệ cái men răng của mình. Thì thứ nhất là về chất lượng của sản phẩm á, hồi xưa đó anh chị khi mà em xài những cái kem đánh răng khác thì răng của mình nó vàng, nó cứ vàng dần dần. Và mình có bảo hiểm răng, mình đi dentist, mình làm whitening, rồi mình làm đủ thứ hết trơn, về răng nó tê, nó buốt. Xong rồi một thời gian đó anh chị biết không, cái nú răng nó bị đẩy lên trên, nó lòi cái chân răng ra, nó rất là thô, nhìn nó rất là, thứ nhất là mất vệ sinh, thứ hai là mất thẩm mỹ. Và em phải ngậm những cái nước florin của doctor họ đưa đó, và ngậm vô một cái thì em nói với anh chị là chỉ có nhảy cả tưng thôi, nó tê mà nó buốt mà không thể nào chịu được. Nhưng mà khi mà em trải nghiệm qua cái dòng sản phẩm này đó, và hồi đó em còn hay bị chảy máu răng nữa anh chị nào bị những trường hợp như em, tức là bị tê răng nè, uống nước lạnh cũng không được, em luôn luôn uống nước ấm nè, chảy máu răng lúc đánh răng nè, bị nú răng đẩy lên nè, lưỡi thì trắng nha. Mà khi em chuyển qua cái dòng sản phẩm này em xài đó, thì về những cái vấn đề đánh răng mà bị chảy máu là không còn nữa nè, nú răng từ từ nó cải thiện và nó phiêu đầy xuống cái răng của mình anh chị, và nó làm cho răng của em trắng đều. Thì đối với một số anh chị khi mà anh chị bị cái men răng của mình mà anh chị bị sốt hoặc là bị tê, khi mà mình đánh răng bị tê đó, thì anh chị có thể sử dụng cái nắp xanh. Anh chị xài một thời gian xong rồi anh chị chuyển qua cái nắp trắng thì anh chị sẽ hết bị tê. Hoặc là anh chị chịu khó xài vài lần thôi anh chị thì nó sẽ không còn bị tê nữa, và nó sẽ cải thiện về cái vấn đề tê răng cho mình. Em là suốt cả đời không bao giờ mà em uống được nước lạnh nha, phải uống nước ấm hoàn toàn.
Nhưng mà từ khi đánh cái sản phẩm này rồi đó thì bây giờ nước nước lạnh, nước đá hay là sinh tố cái gì em cũng có thể ăn được hết và nó không có bị nữa. Em á thì là cái về cái loại trắng răng đó anh chị thì nó cũng có khả năng dịch khuẩn này, chống hôi miệng này, rồi làm sạch này, là chống bám này. Nhưng mà một cái đặc thù riêng của cái P24 mà whitening á, làm nắp trắng á, là nó có cái thành phần nó làm sáng trắng răng và nó đều từ trên chân xuống. Còn khi mà mình đi nha sĩ mà mình làm trắng đó anh chị, nó chỉ trắng được cái phần giống như nhiều lắm là nửa răng ở dưới thôi, hoặc là nhích lên một chút cho nó không có thể sát lên ở trên núi được. Nhưng mà khi mình đánh cái này thì nó trắng sáng đều từ trên núi và xuống dưới luôn ha. Còn đối với lại cái AP24 mà nắp xanh anh chị thì nó có cái khả năng mà trong này nó có cái khả năng chống bám dính rất là tốt. Thì tùy anh chị xài ban ngày ban đêm gì cũng được, nhưng mà riêng em á thì em xài cái nắp xanh ban ngày, tại vì nhiều khi em ăn những cái đồ ăn hoặc uống trà nhiều á thì em sẽ xài cái nắp xanh ban ngày và em xài cái nắp trắng ban đêm. Thì em làm trắng sáng, còn ban ngày thì nhiều khi em giúp cho nó chống bám, mình xài cái nào cũng được hết á, không quan trọng là xài cái nào ngày cái nào đêm đâu nha. Rồi ngoài ra có một số anh chị mà thường chưa có cải thiện được cái bệnh hôi miệng đó, hôi răng miệng đó, thì mình hay nhai xin gum mỗi ngày. Thì anh chị biết là khi mình nhai xin gum một thời gian thì cái quai hàm này của mình nó bị bự ra, và nhiều khi mình không có nhai, cứ nhai một bên thì cái hàm của mình nó bự và nó không có cân, nó làm cho xương hàm một bên bự lên, nó làm cho cái mặt của mình không có cân nữa. Thì trong công ty của mình cũng có một cái chai xịt đó anh chị, xịt hôi miệng rất là thơm và cái mùi rất là dễ chịu ha. Và chai súc miệng cũng vậy, cái chai súc miệng nó xịt vào thì nó rất là thơm, và em thì em thích cái test, em thích cái mùi vị của cái xịt miệng đó rất là nhiều, nó rất là thích thích lắm kìa. Còn cái AP24 mà để súc miệng đó thì hồi xưa cũng vậy, em cũng thường mua Listerine về súc với anh chị, mua một chai về anh chị biết không, em không biết anh chị thì sao nhưng mà tại vì bản chất của cái răng của em là bị tê, bị cái men răng nó bị hư đi đó anh chị, cho nên là nó bị tê. Thì khi em xúc cái Listerine vào một cái, em nói thật với anh chị đó là nó buốt, là em phải đi nhổ liền luôn, nó không thể nào chịu được, nó buốt cái kinh khủng như vậy đó. Nhưng mà khi em xúc cái nước xúc miệng của công ty mình đó thì em lại không có bị cái trường hợp như vậy, không biết anh chị nào có trải nghiệm giống em hay không. Còn về cái bóp đánh răng đó anh chị, nhìn nó đó không có phải là cầu kỳ, không có phải là hoa hòe, không có phải là fancy một cách là thiệt là này nọ, nhưng mà em thích là bởi vì cái độ cứng và cái lông của nó đó anh chị, cái độ cứng và cái độ mềm của nó không quá cứng và cũng không quá mềm. Nếu nó mà quá cứng đó, thì nó sẽ làm cho nút răng của em bị đau, nhưng mà nếu mà nó quá mềm thì em đánh răng em cảm giác không có được sạch. Nhưng mà cái bóp này em đánh thì không có quá cứng và không có quá mềm, và trong đã được chứng minh đó anh chị là khi cái độ cong của cái bóp đó, nó đẩy được sát vào trong cái những cái chân răng răng cấm ở trong cùng đó, cho nên nó sẽ làm sạch được từ trong những cái răng cấm ở trong cùng. Và anh chị nào đang xài nguyên bộ AP24, anh chị có thể comment cho em là nguyên bộ AP24 ha. Rồi. Đây là một cái sản phẩm mà người người đều xài, ngày ngày đều xài và ít nhất là một ngày 2 lần. Và nó cải thiện được cái vấn đề răng miệng rất là nhiều. Tại vì với em á, thứ nhất là khi hàm răng của em mà đẹp á, mà trắng đẹp, miệng của em không hôi đó, thì em sẽ rất là tự tin khi mình nói chuyện cũng giống như mình cười, đúng không ạ? Cho nên đối với vấn đề răng miệng nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái vấn đề mình lấy lại được cái tự tin của mình trong vấn đề giao tiếp. Và sản phẩm này thì nếu mà so sánh với những cái sản phẩm kem đánh răng khác ở ngoài đó thì đối với em cảm thấy không mắc. Là tại vì nếu mà anh chị đi mua một cái kem đánh răng ở bên ngoài mà dạng mà sensitive cho răng nhạy cảm đó anh chị thì cũng đã 13 14 đồng, hoặc là một cái sản phẩm whitening ở ngoài đó anh chị đi mua cũng phải 12 13 đồng hoặc là nhiều hơn như thế nữa. Đúng không ạ? Và trong khi cái dòng sản phẩm này thì lại rẻ hơn rất là nhiều mà lại an toàn, cũng lại là best selling năm 2017, và cái này đã được chứng nhận rất là tốt anh chị, các dentist đồ họ cũng khuyên mình là nên sử dụng cái bộ sản phẩm này ha. Rồi. Rồi bây giờ mình đánh mình gội đầu rồi, mình đánh răng rồi, bây giờ mình đi tắm ha. Từ đầu đến chân mà Anh Văn có muốn chia sẻ một tí về cái kem đánh răng không? Em chắc chắn là gia đình anh Văn hai cũng xài, kiếp đi cũng xài đúng không ạ? cái kem đánh răng thì rất là tuyệt vời rồi, bây giờ còn một số sản phẩm nữa mà thời gian của mình không có nhiều lắm, Ok. mình có thể đi đi tiếp Dạ, sản phẩm anh chị khác. nhớ là kem đánh răng này có thể xài được cho trẻ em và cũng có thể xài được cho những người niềng răng, bà mẹ có bầu cũng đều xài được hết anh chị nhé, không có chừa ai hết.
Rồi sữa tắm đó anh chị, thì em sẽ đi vào sữa tắm đầu tiên đó, là sữa tắm bưởi. Ở sữa tắm bưởi của mình có hai loại, một loại đó là bằng nước và một loại là bằng cục. Thì ở trong cái sữa tắm bưởi bằng nước hay là bằng cục đó, nó gọi là liquid body bar hay là liquid body hay là body bar, cục thì nó gọi là body bar. Thì sữa tắm bưởi này đó nó có cả aloe vera trong đó nữa, cho nên là cái thành phần tinh dầu bưởi nó làm cho da của mình rất là dịu. Cái aloe vera cũng vậy, nó làm cho da của mình dịu, giảm những cái tính kích ứng của da. Anh chị nào đang xài sữa tắm này ạ, đặc biệt là cái mùi thơm của nó rất là thanh, anh chị, rất là thanh, rất là dịu dàng, rất là dễ chịu. Và cái quan trọng đó anh chị là khi mà mình, anh chị sẽ, một số anh chị sẽ bị khô, bị ngứa da, hoặc là dần dần mà ngứa lâu quá để anh chị khải thì nó sẽ để lại những cái vết thâm đen, rồi là nó làm cho da của mình không còn đẹp. Đặc biệt là đối với lại các trẻ em đó anh chị, nếu mà những cái mình bị khô da thì các con sẽ rất là khó chịu, từ từ nó sẽ trở thành như là eczema vậy đó. Thì cái quan trọng của cái dòng sản phẩm của mình là cái độ pH, tức là cái độ pH mà nó quá acid cũng không có được, mà nếu mà nó quá 3 giờ cũng không có được, mà nó phải nằm ở giữa, tức là nó phải trung tính, nó nằm ở khoảng 5 cho tới 7. Thì cái sữa tắm của mình nó nằm ở cái mức tuyệt chuẩn luôn anh chị, chuẩn của cái độ pH luôn. Cho nên bởi vì vậy khi mình tắm cái xà bông này đó thì nó sẽ làm cho da của anh chị sạch này, nó sẽ làm cho da của anh chị mướt này, làm cho da của anh chị mịn này. Đồng thời đó, cái độ pH này đó nó sẽ làm cho da của anh chị không có bị kích ứng, và dần dần đó nó sẽ lấy lại những cái dưỡng ẩm cho da của anh chị từ trong cái những cái dưỡng ẩm trong cái sữa tắm nó có đó, thì nó làm cho anh chị không có bị ngứa nữa và không có bị đặc biệt là các bé đó bị eczema đó anh chị cũng có thể dùng cái xà bông cục này cho các bé được. Nhưng mà riêng các bé còn nhỏ, bé sơ sinh từ nhỏ cho tới vài tuổi đó, thì nó có một cái dòng sản phẩm đặc biệt dành cho các bé nha. Còn nếu không anh chị cũng có thể dùng xà bông cục này cho các bé được, tại vì cái độ trung tính của nó là cực kỳ chuẩn anh chị ha. Xà bông tắm rất là quan trọng về cái độ pH lên da của mình, rất là quan trọng về cái độ pH. Rồi nếu mà anh chị nào mà xin lỗi, nếu mà các anh nam nha, khi mà mình quá dơ, hoặc là các anh chị mà bị đầu gối, mà bị gối hoặc là quỳ chỏ rồi mà bị chai lì cái tay đó, còn đặc biệt là phụ nữ của mình những cái chỗ kín đó, anh chị, nó bị thâm đen hoặc là nó bị da nó bị lừng sừng ở những cái chỗ kín đó, thì mình sẽ có sản phẩm gọi là liquid body lướt ra. Thì trong liquid body lướt ra nó có một cái thành phần của óc chó và cũng có aloe vera trong đó. Và liquid body lướt ra cũng được làm theo hai dạng, một dạng cục và một dạng nước. Anh chị có thể dùng dạng cục cũng được, dùng dạng nước cũng được. Đặc biệt đối với lại những người mà da bị quá khô, quá dày đó anh chị, thì anh chị sẽ dùng cái này để anh chị exfoliate, tức là anh chị massage kỹ vào những cái vùng da khô, những cái vùng da sần sùi của mình. Thì khi mà anh chị làm như vậy đó, nó sẽ lấy ra những cái phần da chết. Đặc biệt là một số anh chị là bị tước cái lỗ mụn mụn lên á, mụn mụn nổi lên, thì anh chị xài cái này vào đó thì nó sẽ giúp cho anh chị open được cái lỗ, mở được cái lỗ chân lông, và những cái mụn ở lưng, ở vai đồ này nọ anh chị, nó sẽ được cải thiện. Sau đó thì anh chị nên bôi lotion ha, nhưng mà anh chị có thể thấy hình này, như được quỳ chỏ, nách, đầu gối hay là lưng, hay là những cái chỗ mà mình bị thô, da mình nó bị thô, bị dày đó, thì anh chị dùng cái dòng sản phẩm này. Đối với riêng em á, thì khi em dùng những cái dòng sản phẩm này đó, em so sánh với những cái sản phẩm hồi xưa em xài đó, em thường em thích xài đô hay là nhiều sản phẩm khác lắm, thì em mua về em xài thì em thấy cái độ đặc của nó khá là tốt, nhưng mà thực sự nó không có phải là moisture, nó không có phải là moisture mà nó giống như là bột đồ này nọ trộn vô anh chị. Và khi mình tắm xong thì mình xả hoài mà mình cứ cảm thấy nó làm sao đó, nó cứ nhợt nhợt á, mà cái tiết mồ hôi đó anh chị, cái tiết mồ hôi của mình không có được cải thiện. Nhưng mà khi anh chị dùng hai những cái dòng sản phẩm này đó, thì ví dụ như những người mà hơi bị nặng mồ hôi, đặc biệt là đàn ông con trai nhiều khi là mồ hôi nó hơi nặng đó, và mình cũng vậy, nhiều khi mồ hôi nách này nọ của mình ra thì nó hơi nặng đó chị, thì khi mình tắm những cái sữa tắm này đó anh chị, nó làm cho mồ hôi nách, mồ hôi của mình không có bị nặng mùi nữa, từ từ nó dịu cái mùi xuống mà, và cơ thể của mình không có bị hôi nữa. Nhiều người đàn ông, xin lỗi Trinh Nguyễn, anh có thể ngắt lời một tí, có một số anh chị em mới nhắn tin cho Văn á, thì các anh chị nói là vậy thì cái điểm vượt trội của những cái sản phẩm mà cái sữa tắm của mình á, có phải là nó dựa vào cái thứ nhất là cái hương nguyên liệu của nó là hương tự nhiên, và nó có hương mùi bưởi, nó rất là dễ chịu, và nó so với tất cả những cái sản phẩm khác trên thị trường nó không có được cái mùi vị nó tự nhiên như vậy, rồi nó lại còn sử dụng cái dầu cây lô hội
Đó, để cho nó làm nó dưỡng da luôn, không như tắm làm sạch da mà dưỡng da luôn. Và vừa rồi Trinh có nói là cái thành phần của mình nhìn cái volume, tức là cái dung lượng của nó rất là ít, nhưng mà thực ra cái độ đậm đặc của nó rất là cao, chỉ cần xài một tí thôi, nó hơn những cái sản phẩm khác ngoài thị trường. Những sản phẩm khác ngoài thị trường có thể là họ cho bột đá siêu mịn hoặc là những chất phụ gia gì đó, nó chỉ là để cho nó nhiều thôi, chứ nó không phải 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 ông Trinh. Em có thể từng sản phẩm một em nhấn mạnh những cái điểm mà nó khác biệt, giúp cho anh chị em mới, tại vì ngày hôm nay có hàng trăm anh chị em mới, nhà phân phối mới nhỉ. Dạ đúng rồi anh Văn, cảm ơn anh Văn và cảm ơn câu hỏi của các anh chị. Thì cái tính ưu việt của mình đó anh chị là thứ nhất là sản xuất từ những cái dòng sản phẩm thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu bưởi thì anh chị biết rồi, truyền thống ông bà của mình á, tắm tinh dầu bưởi, tắm tinh dầu cam hoặc là nấu vỏ cam vỏ đồ lên tắm á, thì tắm xong da của mình rất là mịn, tại vì trong đó nó có rất là nhiều những cái vitamin A, E, K, những cái vitamin để giúp dưỡng da tốt cho da của mình đó anh chị. Thì B, B6, B2 chẳng hạn, thì nó trong đó nó có rất là nhiều những cái vitamin ở trong đó. Và đặc biệt là aloe vera thì anh chị biết rồi, cái tính dịu của nó, cái tính khoan của nó đó. Và đặc biệt là aloe vera cũng là một trong những cái sản phẩm mà nó giúp cho chăm sóc da, dùng trong cái ngành thẩm mỹ rất là nhiều. Thì những cái thành phần trong cái sản phẩm của mình đó anh chị, là nó thứ nhất là nó dưỡng da, và những cái vitamin thì anh chị biết rồi, những cái vitamin này đó nó sẽ giúp cho da của mình chống lão hóa, vitamin C rồi này nọ đó anh chị, thì nó giúp cho da của mình chống lão hóa. Cho nên bởi vì vậy khi mà anh chị xài một thời gian đó thì anh chị thấy là da của mình không còn bị nhăn nheo, không còn già nua nữa, mà da của mình tự nhiên nó trắng sáng và nó trẻ trung từ làn da của body đó anh chị. Nó nhìn nó không có sần sùi, nhìn nó không có giống bà già nữa, mà nhìn nó trẻ trung đi rất là nhiều, là bởi vì những cái thành phần thiên nhiên trong đó, ví dụ như tinh dầu của trái óc chó cũng vậy, những cái hạt cát của trái óc chó đó thì nó để ra và nó tạo ra những cái tinh dầu thiên nhiên. Và những cái tinh dầu thiên nhiên thì chứa rất là nhiều axit béo, nhiều những cái vitamin, và đó là những cái thành phần rất là cần thiết cho da của mình. Bởi vì vậy mà mỗi ngày anh chị sử dụng thì anh chị thấy là ủa sao da người của mình lần này nó mịn màng mà nhìn nó trẻ trung mà nhìn nó hút hồn như vậy đó, là bởi vì vậy. Và đặc biệt là cái độ pH nó là ở ba ở trung tính anh chị, nó rất là quan trọng ở cái đó ha. Rồi xong rồi thì mình đi body xong rồi thì có một cái em muốn chia sẻ rất là ngắn gọn ở đây đó là Herbal Mineral Bath. Thường thường anh chị em của mình Việt Nam thì không có enjoy nhiều, nhưng mà em thỉnh thoảng nhiều khi mệt quá đó, một tuần một như vậy hoặc là vài ngày như vậy đó, thì em cũng sẽ bỏ cái Herbal Mineral Bath vào trong bồn tắm cho nó sục bọt lên, xong rồi em nằm ở trong đó, em có thể ngâm mình, em có thể đọc sách, em có thể nghe nhạc để em relax cái đầu óc của mình, thay vì mình phải đi ra ngoài những cái nơi công cộng thì em có thể làm cái này ở nhà. Nhưng mà đặc biệt đó anh chị, ngay tại thời điểm này đó thì các con của mình không có đi học và các con của mình nghỉ hè phải nói là dài mùa hè 5 6 tháng luôn, ở nhà nó chơi iPad đồ nhiều quá đó, thì con của em là nó tắm cái này từ bé và nó rất là thích. Một lần nó xài nhiều khi em không để ý là nó đổ nửa chai vô trong luôn đó anh, đổ nửa chai vô trong bồn cho bọt lên tràn ngập hết cả nhà, và nó chơi trọng 8 tiếng đồng hồ. Và trong này có 23 cái mineral, 23 cái khoáng chất mà ở trong đó đó anh chị, cho nên nó sẽ làm cho da của các bé rất là mịn màng, và nó sẽ làm cho da người lớn của mình cũng rất là mịn màng, và cái mùi thơm của nó thì cực kỳ relax luôn anh chị. Cho nên nếu mà anh chị nào mà không muốn con mình chơi iPad này nọ nhiều mà muốn nuôi dưỡng da cho con của mình thì anh chị có thể mua cái này về cho các con của mình nó chơi trong trong cái hot tub của mình đó anh chị, trong cái bồn tắm nhà mình đó, thì mình có thể vừa chăm sóc da cho con mà vừa có thể chơi với con trong đó, mà vừa có thể cho con giảm chơi điện tử lại ha. Ok nhanh thôi anh chị, cái này thì một số thị trường có một số thị trường không có, nhưng mà em biết rất là nhiều phụ nữ của mình á, chuyện này hơi nhạy cảm một tí, em cáo lỗi mấy anh con trai một chút nha. Phụ nữ của mình á, tới ngày tới tháng thì nó sẽ hôi rồi nó sẽ dơ hơn bình thường. Và phụ nữ của mình thì thường những cái nói chung là phần phần nhạy cảm của phụ nữ đó thì các chị cũng biết rồi, nó sẽ có những cái nội tiết tố nó sẽ tiết ra đó, chất nhờn rồi này nọ nó sẽ tiết ra, thì nếu mà mình không có giữ vệ sinh sạch được á, cho dù mình giữ vệ sinh đi nữa thì trong đó nó cũng có nhiều những cái vi khuẩn lắm, nó rất là ảnh hưởng. Và nhiều chị thì bị nặng thì bị hôi, rồi nặng nữa thì nhiều khi bị ngứa rát đỏ bơn rất là khó chịu. Thì có một cái loại sản phẩm nó dành cho phụ khoa cực kỳ tốt của hãng mình, nhưng mà không có ở thị trường Mỹ, có một số thị trường châu Á anh chị nha, nó cực kỳ tốt, nó rất là dịu, độ pH nó cũng 3 lần, nó có moisture, và rửa nó một cái thì anh chị có thể cảm giác được, ngay lần đầu tiên anh chị rửa là anh chị có thể cảm giác được là nó dịu liền,
kể đặc biệt là các em tuổi teen mà con gái đó anh chị, đầu tới thời kỳ đó thì các em các con mình không có biết làm sao để xử lý đó, thì anh chị có thể mua những cái này về giúp cho các con của mình nó rửa đó thì nó sẽ an toàn và sạch hơn, mình có thể dùng nó mỗi ngày được anh chị. Và em đã xài qua sản phẩm này rồi, em rất là thích, không có, nói chung là vấn đề ngứa hay là vấn đề khó chịu ở dưới là hoàn toàn mất đi anh chị. Không không biết nói làm sao, cái này hơi nhạy cảm. Rồi một cái, còn hai sản phẩm nữa, còn sản phẩm này và thêm một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm cho trẻ em. Thì cái này đó thì các trẻ em mới sinh ra đó anh chị, mình thứ nhất là mình sẽ phải lựa chọn một cái sản phẩm mà có cái độ pH cực kỳ trung tính, phải có một độ pH chuẩn nằm ở 7 đó anh chị. Thì cái Epoch Hair and Body là một cái loại sản phẩm mà từ vừa gội đầu được và vừa tắm được cho trẻ em luôn. À, khi tắm thì nó sẽ nuôi dưỡng và làm cho da của các bé rất là mượt mà. Đặc biệt nếu mà các bé đã từng bị eczema hay là đã từng bị khô da đó anh chị, thì anh chị sẽ lắc cái chai này lên, nó ở dạng foam, tức là nó ở dạng bọt đó. Anh chị lắc nó lên rồi anh chị lấy ra một ít, rồi anh chị massage vào những cái chỗ mà bé bị khô da hay là bé bị eczema đó, rồi sau đó anh chị mới tắm cho cả cơ thể của bé luôn. Thì khi tắm xong rồi anh chị sẽ thấy là da của bé nó được cải thiện. Và con của em cũng bị eczema rất là nặng, và khi sử dụng cái sản phẩm này cộng với những cái lotion nữa anh chị, thì nó sẽ cải thiện được cái làn da và hồi phục được cái eczema cho bé ha. Rồi sản phẩm em rất là yêu thích đây. Em nói thiệt là hồi xưa tới giờ em xài cái sản phẩm này 5-7 năm rồi, nhưng mà em không có biết được là nó tốt đến như, em biết là nó tốt nhưng mà em không tưởng tượng được là nó tốt tới như vậy. Cho tới ngày hôm nay khi mà em lên đây chia sẻ với các anh chị thì em mới phải đi research và đi kiểm chứng cái thông tin này, thì em mới nói trời ơi, không có cách gì mà nó tốt như vậy. Là tại vì nó làm từ 6 cái thành phần khác nhau, và khi các con ví dụ như mình tắm sữa tắm rồi tắm lúc ra xong rồi, anh chị nào đang xài bao bát bơ đờ có thể comment cho em chữ bao bát bơ đờ ạ. Thì xài xong rồi cái mình như mọi người luôn. Dạ, anh chị biết không, cái hũ nó đặc lắm, anh chị mở lên, anh chị úp lại, anh chị thổ thổ, nó cũng không có đổ kem xuống nữa. Rất là đậm đặc, và nó làm từ 6 cái thành phần như là cà rốt, rồi là rau má, rồi tinh dầu dừa, bao bát bơ đờ, rồi hạt maca, với lại cái bơ đờ carotene. Thì trong những cái thành phần này đó anh chị, nó có 22% acid omega 7, rồi là acid palmitoate, và vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin B, các cái chất béo. Những cái thành phần này anh chị biết không, và nó có một cái thành phần rất là quan trọng, đó là nó giúp cho stress mát, tức là những cái vết rạn nứt của da mình. Và trong tất cả những cái sản phẩm này đều có những cái sản phẩm chống, những cái vitamin để giúp chống lão hóa anh chị, giúp chống lão hóa cơ thể của mình. Đặc biệt nó có thể giúp cho cơ thể của mình tạo ra cái collagen nữa anh chị. Cho nên bởi vì vậy mà khi mình dùng cái sản phẩm này vào, mình thấy sao mà da của mình nó mướt mà nó đẹp, mà những cái stress mát sao mà lại nó có thể hết được, là tại vì trong bao bát butter hay là trong maca hay là trong cái butter carotene này đó anh chị, nó đều có những cái thành phần để làm liền thẹo, để làm stress mát liền lại, để làm những cái vết rạn nứt của mình á nó được liền lại, và nó làm căng da và săn da cho mình lại đó anh chị. Cho nên bởi vì vậy sau khi mà phụ nữ của mình sanh xong đó, mà bụng của mình bị chảy xệ hay là da của mình bị lỏng nhà lỏng nhỏng đó, rồi có những cái đường nứt đồ đó anh chị xài vào anh chị sẽ hết. Và đặc biệt là giống như phụ nữ của mình khi mình trưởng thành rồi đó, thì da cơ thể cơ của mình nó cũng chảy xệ, da của mình nó cũng chảy xệ và nó nhăn nheo đi đó. Thì khi anh chị dùng cái sản phẩm này, nó sẽ giúp cho anh chị săn lại, nó sẽ hồi phục được tế bào của mình. Quan trọng là nó giúp cho tế bào của mình hồi phục và nó tái tạo da. Khi mà em research rồi đó chị, em cảm thấy rất là mê cái sản phẩm này vô cùng. Và từ này về sau á, anh chị biết không, em sẽ chăm sóc cơ thể của mình thật là tốt với nó, bôi và sẽ bôi nó massage nó một tí cho nó kỹ, cho nó thẩm thấu vào trong cái cơ thể của mình. Và cái khả năng thẩm thấu của nó rất là lẹ anh chị, nó thẩm thấu vào da của mình rất là lẹ, và nó giúp cho da của mình hồi phục rất là tốt nha. Cho nên các chị mà muốn da của mình lúc nào cũng mơn mởn như con gái mới lớn á, thì các chị tắm xong bằng sữa tắm, bằng liquid body lúc ra, rồi các chị mua cái lotion này về các chị bôi lên cho kỹ một chút, massage cho kỹ một chút, thì da các chị sẽ được cải thiện hàng ngày nhé. Rồi cái body lotion hoặc là hand lotion, em chỉ nói hai cái này rất là lẹ trong vòng 30 giây. Cái hand lotion này em thích á, là thứ nhất là xài lên không có bị sticky, không có bị dính. Cái thứ hai nữa là cái tay của phụ nữ của mình làm nhiều, nó có những cái gân máu, những cái vân tay gân máu đó anh chị, những cái ven á, nó cứ nổi cụm cụm lên làm cho tay mình rất là thô và giống như bà già.
Thì cái hand lotion đó anh chị chỉ dùng một lần, hai lần hoặc nhiều lắm là ba lần thôi, anh chị sẽ thấy những cái vân, những cái cơ máu, những cái vanh máu, những cái ven máu nó mất đi liền. Dạ, nó mất đi liền, nó cực kỳ tốt. Và cái sản phẩm dưỡng ẩm Body Smoother cũng vậy, nó có lô hội ở trong đó và nó có cái độ dưỡng ẩm rất là tốt. Nó có vitamin cho nên nó cũng sẽ giúp cho da anh chị vượt. Nhưng mà em thì em mê cái bao bát Body Smoother lắm luôn. Dạ, nhưng mà cái hand lotion thì em không thể thiếu được. Tại vì mình không bôi đó anh chị, là những cái vân máu của em nó cứ nổi lên ở trên tay, nó làm cho tay của mình rất là xấu. Dạ. Rồi cuối cùng thì anh chị biết rồi, là Social Lotion thì hầu như cộng đồng Việt Nam mình ai cũng biết. Nó có cái tính chất, nó có cái trong đó nó có đu đủ, một vài những cái thành phần đu đủ và một vài những cái thành phần khác đó, thì nó sẽ giúp cho, nó gọi là tiêu da mái cà. Và đu đủ ở trong đó thì nó giúp cho những cái da mà dày đó anh chị, nó mềm mại trở lại. Đồng thời nó có cái tính chất liền, tức là bị nứt rạn ra rồi đó, thì nó có thể liền lại được những cái vấn đề bị nứt rạn đó. Cho nên với cái Social Lotion cũng vậy, nó đặc kinh khủng lắm. Tất cả những cái sản phẩm của mình nó rất là đặc, và anh chị chỉ cần bỏ một tí vào và anh chị massage thôi, thì anh chị sẽ thấy là nó thẩm thấu hoàn toàn vào ở trong da của mình. Nó mang lại cho mình một cái chân của mình đó anh chị, những chân hay là đầu gối hoặc là bất cứ cái chỗ nào mà da của anh chị bị dày, bị khô, bị thô đó, bị rạn nứt, bị nứt nứt nẻ góc chân rồi đó, thì anh chị bôi vào nó sẽ liền lại và nó sẽ làm cho những cái da xấu xí đó đó nó trở lại mịn màng giống như da em bé vậy đó. Anh chị bôi cái gót chân của mình bằng cái Social Lotion á, nhiều khi á, là cái da gót chân của anh chị mà anh chị không có dưỡng body bằng lotion á, thì nhiều khi cái gót chân của anh chị da còn mịn màng, còn mượt mà hơn cả cái body của anh chị nữa. Đây là những cái sản phẩm mà Việt Nam của mình cũng hay đi dép, rồi hay đi trong nhà không có đi dép hoặc là thảm đó, thì nó sẽ dễ bị khô và bị trắng và bị khô da rất là nhiều đó. Thì anh chị xài những cái này vào một ngày một lần thôi anh chị, nó sẽ last 24 tiếng đồng hồ. Các cái lotion của mình cũng vậy, bao bát Body hay là Body Smoother cũng vậy, anh chị xài một lần thôi, 24 tiếng sau anh chị tắm lại, anh chị vẫn thấy người mình mướt trần trượt. Đặc biệt khi mình vào xả nước á, mình rờ lên một cái mình thấy nó mướt, mình rất là thích anh chị. Thì đó là những cái gì mà em có thể chia sẻ cho các anh chị ngày hôm nay. Wow, cảm ơn Kim và Trinh Nguyễn rất là nhiều. Các anh chị thấy không, nếu mà nói về hiểu về sản phẩm và trải nghiệm sản phẩm một cách kỹ lưỡng, một cách rất là chỉ là chi tiết như vậy thì chỉ có Trinh Nguyễn thôi. Văn xin tóm tắt lại một chút là những cái điều mà vừa rồi chúng ta nghe Tim Đích Trinh Nguyễn chia sẻ đấy, nhất là đối với anh chị em mới thì mình ghi nhớ này, tất cả những cái sản phẩm mà dùng trong gia đình, dẫu rằng là các anh chị có thể là mẹ bỉm sữa, các anh chị có thể là kỹ sư bác sĩ, có thể là tiến sĩ giáo sư, có thể người giàu, người rất giàu, nhưng mà đây là những cái sản phẩm ai cũng đều phải có nhu cầu dùng cả. Có dịch Covid hay là không dịch Covid mình cũng dùng, phải không ạ? Mình có đi ra ngoài, mình ở nhà mình cũng dùng. Và cái điểm vượt trội, cái ưu điểm vượt trội mà vừa rồi Trinh Nguyễn chia sẻ là gì? Cái hiệu quả của nó thì chúng ta thấy rồi, nhưng mà cái điểm nhấn của những cái sản phẩm sử dụng trong gia đình của chúng ta, nó được chiết xuất từ những nguyên liệu tự nhiên các anh chị, và cái thành phần của nó rất là nhiều. Và những cái nguyên liệu tự nhiên ấy, nó còn sống, nó còn active, tức là nó còn đang hoạt động. Ở những cái sản phẩm khác ấy, có thể là người ta cũng đề nó có những cái vitamin D, E này kia, phải không ạ? Nhưng mà nó không còn có active nữa. Sản phẩm của chúng ta được chiết xuất hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Ví dụ mình được có những cái hương bưởi, rồi có những cái cây lô hội, phải không ạ? Rồi cam, rồi các thứ. Nhưng mà nó, những cái thành phần của nó đang hoạt động rất là mạnh. Khi mà mình apply, mình bỏ vô người mình thì nó vẫn còn cái tác dụng của nó. Và cái thứ hai là những cái sản phẩm của chúng ta không dùng nhiều cái chất phụ da, cho nên mình cảm thấy ít cái chai của nó nhỏ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nó có vẻ là nó mất tiền, nhưng thực ra nó nói như Trinh Nguyễn nói, mình chỉ có cần có một xíu thôi thì cái công dụng của nó rất 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 là tốt và nó rất là lâu. Ví dụ như Trinh nói là ngày hôm nay mình tắm, ngày hôm nay mình bôi lên, ngày hôm sau mình vẫn còn cảm thấy, mình vẫn còn cảm thấy nó rất là tốt ở trên cái làn da của mình. Cái thời hạn nó không có nhiều, Văn muốn nghe mãi các anh chị ạ. Đúng là sản phẩm nó giúp cho mình vừa là chăm sóc cho cái cơ thể của mình, của gia đình của mình, từ trẻ em đến người lớn, mà nó vừa giúp cho chúng ta có thể chia sẻ cái sản phẩm này với người khác để kiếm tiền. Tại sao nói là đây là cái kinh doanh tại nhà? Kinh doanh tại nhà mình không cần phải mở cửa hàng, nhà mình là cái cửa hàng, có thể nói là cái nhà mình, cái cửa hàng của mình nó giống như cái phòng tắm của anh chị. Có bao giờ anh chị nghĩ cái phòng tắm của mình thành cái cửa hàng không ạ? Đúng, cái phòng tắm của mình nó sẽ thành cái cửa hàng khi mà mình trải nghiệm nó rất cẩn thận và mình
mình để ý từng sản phẩm một vào để mình biết cái điều tuyệt vời của nó, những cái sự vượt trội của nó, để mình chia sẻ với những người quen của mình. Đó, mình chia sẻ với những cái người mà mình biết, hỏi xem họ đang dùng sản phẩm gì, bao nhiêu lâu rồi và nó có cái sự khác biệt như thế nào. Rất là cảm ơn Kim Lý Trinh Nguyễn nhiều. Hy vọng rằng là từ hôm nay cho đến lúc mà em nằm ổ thì còn có thể là mời em chia sẻ trong một số buổi Zoom khác của GIP. Trước khi mà chia tay ngày hôm nay thì Trinh có một cái lời nhắn gửi gì, nhất là đối với anh chị em mới nhé. Ở đây Văn thấy là có nhiều anh chị em mới, nhà phân phối mới nhắn tin. À, thì em xin em có một cái lời mà nhắn gửi cho các anh chị em nhà phân phối mới. Dạ, cảm ơn anh Văn rất là nhiều. Anh chị biết không, khi mà em làm cái bài này đó thì em research lại rất là nhiều, em tìm hiểu rất là nhiều và kiểm chứng những cái thông tin cũng giống như là thành phần của nó, tại sao nó tốt như vậy. Em ước gì là em có nhiều thời gian để có thể nói với anh chị về thành phần trong từng cái sản phẩm một. Nhưng mà thực sự anh chị phải hiểu như vậy nè, đây là sản phẩm mà người người đều xài, ngày ngày đều xài, ai cũng cần. Không ai tắm một lần trong đời, ngày nào cũng phải tắm. Cho nên khi mà mình có thể chia sẻ với những người thân, bạn bè của mình về cái dòng sản phẩm này đó, để giúp cho họ cải thiện về làn da, về sức khỏe, tại vì từ da nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Mà không những vậy, họ vẫn có thể trải nghiệm những cái dòng sản phẩm này, thay thế mình đi mua những cái sản phẩm đó từ các cái chợ khác, thì mình mua được ở cái chợ sỉ anh chị. Anh chị mua ngoài Costco hoặc là mua những cái tiệm khác thì anh có siêu thị đó thì anh chị phải trả giá lẻ, còn bên này anh chị được mua giá sỉ và anh chị được có cơ hội kiếm tiền. Đó là cái thứ nhất anh chị phải nhớ ha. Cái thứ hai nhưng mà nó quan trọng ở chỗ nè, anh chị nào hồi nãy trả lời là anh chị vào với cái cơ hội kinh doanh này để kiếm nhiều tiền, thì anh chị phải trải nghiệm lại cái sản phẩm một cách tỉ mỉ hơn, một cách tập trung hơn, một cách có tâm hơn về những cái sản phẩm gia dụng trong gia đình, để anh chị để ý hơn những cái sự cải thiện trên cơ thể của mình, trên làn da của mình, bởi vì đó là minh chứng và là đó là cái tạo nên niềm tin cho anh chị để anh chị có thể ra ngoài anh chị giúp người khác. Cho nên nếu anh chị mà trả lời với em là anh chị đến với cơ hội này để mà anh chị kiếm tiền hoặc là kiếm nhiều tiền, thì anh chị sẽ coi lại giùm em cái cách mình trải nghiệm sản phẩm nha, mình để ý những cái sự biến đổi khi mà mình sử dụng từng sản phẩm một để mình cảm nhận, để mình chia sẻ ha. Và một cái cuối cùng đó anh chị, là ngay tại lúc ngay bây giờ đó là rất là nhiều người cần tới cái cơ hội này, miễn là người ta còn da còn tóc là người ta có thể làm kinh doanh này được, cứ còn da còn tóc là có thể làm kinh doanh này được nha. Cho nên á, là ngay cái lúc này đối với kinh doanh, như là hôm qua Tim Lít An Nguyễn có nói đó, là mình không có cần phải mua nhiều tiền, mình có thể một gia đình như vậy chỉ cần bỏ ra 120 đô tới 150 đô thôi. Và 120 đô tới 150 đô đó, nếu mà kinh tế khó khăn quá chẳng hạn, thì anh chị cũng không có cần phải xài những cái sản phẩm xa xỉ phẩm, hay là không có nhu cầu sức khỏe, không có sắc đẹp cũng không sao hết. Đây là những cái sản phẩm mà không xài không được, ai ai cũng phải xài và ngày ngày đều phải xài. Cho nên họ có thể thay thế những cái dòng sản phẩm này để kiếm tiền. Cho nên đến với cái cơ hội Nu Skin đó anh chị không có cần biết là mình có tiền hay không có tiền, không cần biết mình ở tầng lớp nào, chỉ cần là cuộc sống của mình không có hài lòng, chỉ cần là mình muốn có một cuộc sống tốt hơn, có thời gian cho con của mình, và mình muốn cải thiện cơ thể của mình để mình tốt hơn đó, thì cơ hội này phù hợp cho tất cả mọi người anh chị. Và một điều cuối cùng anh chị là GIP 9 năm qua đã lên xuống trải nghiệm rất là nhiều để tạo ra một cái hệ thống chuẩn. Bây giờ đã có một cái hệ thống hoàn toàn chuẩn để hỗ trợ anh chị ở khắp nơi trên toàn thế giới. Cho nên đối với những anh chị mới đó, thì nếu anh chị đã được biết tới cái cơ hội này rồi, muốn bắt đầu với cái cơ hội này, thì anh chị hãy tin tưởng, thứ nhất dòng sản phẩm của công ty sẽ giúp cho anh chị cải thiện được cơ thể của mình và giúp cho anh chị có thể giúp được người khác để đem niềm vui và hạnh phúc tới cho bản thân mình. Cái thứ hai, khi anh chị làm, anh chị đừng có sợ mình làm không được. Bản thân em hồi xưa không biết nói chuyện đâu anh chị. Đừng có sợ mình làm không được, chỉ cần anh chị muốn thôi, thì GIP đã có hệ thống giúp cho anh chị làm từng cái một. Ví dụ như hướng dẫn cho mấy chị phụ nữ của mình nấu ăn sẽ cắt như thế nào, xào như thế nào, bỏ bao nhiêu mắm, bao nhiêu muối, sẽ chỉ cho anh chị một cái công thức, và anh chị chỉ việc đi theo cái công thức mà GIP đã tạo ra, thì chắc chắn rằng anh chị sẽ thành công với cơ hội này và có một cuộc sống giống như mình mong muốn. Cảm ơn anh Văn và tất cả các anh chị rất là nhiều đã lắng nghe cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn Trinh đã cống hiến cho GIP một cái buổi Zoom rất là nhiều năng lượng và nhiều kiến thức bổ ích. Xin mến chào tất cả các anh chị. Chào các anh chị ở những thị trường nào đi ngủ, chúc ngủ ngon. Chào anh chị ở những thị trường đang thức dậy, chúng ta sẽ tiếp tục vào Zoom rồi chúng ta tiếp tục học hỏi. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở buổi Zoom sau của GIP. Mến chào các anh chị. Chào Trinh, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Bye bye cả nhà.